Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang là một trong những quốc gia đi đầu thực hiện hóa điều kỳ thú đó thông qua những tòa tháp chọc trời có tên gọi là Dynamic Tower, dự kiến sẽ mọc lên tại Dubai vào năm 2020. Dynamic Tower cho phép các cư dân trong tòa nhà có thể xoay các căn hộ của họ theo một góc riêng để tận hưởng không khí và khung cảnh ở mỗi hướng khác nhau. Mỗi tòa tháp có khoảng 80 tầng, tất cả đều có khả năng quay 360 độ xung quanh trục chính. Tháp sẽ bố trí thêm các tấm pin năng lượng mặt trời, thang đậu xe để cư dân tòa nhà có thể đặt làm nơi đậu xe bên cạnh căn hộ của họ. Tuy nhiên, để sở hữu một căn hộ trên tòa tháp đặc biệt này không hề đơn giản, bởi mức giá có thể dao động từ 4 đến 40 triệu đô la, tức từ 91 đến 910 tỷ đồng.